Chào các em học sinh lớp 9 trường Châu Giang. À, Tiết học hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau ôn lại một số những kiến thức mà chúng ta đã học trong những tuần vừa qua để chuẩn bị cho kỳ kiểm tra à, cuối kỳ 1 sắp tới. À, ở những tuần trước thì chúng ta đã học qua một số vùng kinh tế ở nước ta. À, vùng kinh tế thứ nhất đó là Trung du miền núi Bắc Bộ. Vùng kinh tế thứ hai là đồng bằng sông Hồng. À, vùng kinh tế thứ ba đó là Bắc trung bộ và vùng kinh tế thứ tư đó là duyên hải nam trung bộ à, như vậy à, trong tâm của cái tiết ôn tập ngày hôm nay cô sẽ à, ôn tập cho các em hai vùng kinh tế gần đây nhất đó chính là à, vùng bắc trung bộ à, và vùng duyên hải nam trung bộ ở các vùng kinh tế khi chúng ta học các em có để ý thấy rằng là à, các cái vùng kinh tế nó cũng có một cái sườn bài à, với cái nội dung y hệt như nhau à, thứ nhất nội dung thứ nhất đó là phần vị trí địa lý nội dung thứ hai đó là điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên à, nội dung thứ ba là tình hình phát triển kinh tế và nội dung thứ tư đó là các trung tâm kinh tế à, với những cái nội dung này thì trong từng nội dung một cô sẽ yêu cầu các em nắm được cho cô à, cái thứ nhất À, cái nội dung thứ nhất là phần vị trí địa lý các em phải trình bày được cho cô à, cái diện tích của vùng vùng có bao nhiêu tỉnh và giới hạn của vùng à, với cái vị trí địa lý đó nó có ý nghĩa như thế nào đối với việc phát triển kinh tế của vùng với cái nội dung thứ hai là điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên thì các em phải trình bày được cho cô đặc điểm về địa hình khí hậu sông ngòi cũng như là cái nguồn tài nguyên thiên nhiên nơi đây như là đất đai khoáng sản rừng và biển với nội dung thứ ba thì các em phải trình bày được cho cô các cái đặc điểm của các ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ và với cái nội dung thứ tư thì các em phải nêu tên được các cái trung tâm kinh tế, các trung tâm công nghiệp của vùng. À, chúng ta sẽ đi từng nội dung một. À, nội dung thứ nhất, à, cái vùng Bắc Trung Bộ trước. À, với cái vùng Bắc Trung Bộ thì à, như khi nãy cô nói các em cần phải nắm được cho cô bốn cái nội dung chính. Ha theo trình tự mà cô vừa nhắc khi nãy, vị trí địa lý giới hạn lãnh thổ, điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng, tình hình phát triển kinh tế của vùng và các trung tâm kinh tế của vùng. Bây giờ chúng ta sẽ xem lại cái lược đồ tự nhiên của vùng Bắc Trung Bộ một lần nữa để chúng ta củng cố lại cái nội dung thứ nhất, vị trí địa lý giới hạn của vùng. Các em lưu ý là vùng Bắc Trung Bộ phía Bắc là dãy núi Tam Điệp. À, phía nam đó là dãy núi Bạch Mã như vậy là cái lãnh thổ à, của vùng Bắc Trung Bộ là kéo dài từ dãy Tam Điệp đến dãy Bạch Mã à, cái lãnh thổ của vùng là nó kéo dài à, nhưng mà nó lại hẹp ngang à, và à, vùng có cái diện tích là 51.000 153 km vuông Chúng ta nhìn phía Bắc nè Phía Bắc của vùng Giáp Trung Du Miền núi Bắc Bộ, Đồng Bằng, Sông Hồng Phía Tây Giáp Lào Phía Nam Giáp Duyên Hải, Nam Trung Bộ Và phía Đông Giáp Vịnh Bắc Bộ Thuộc Việt Đông Và trong vùng có tất cả là 6 tỉnh Chúng ta theo quy tắc Đọc cái bản đồ là chúng ta sẽ Đọc từ trên xuống nha Từ Bắc xuống Nam Như vậy thì chúng ta thấy Tỉnh đầu tiên của vùng đó là Thanh Quá nè rồi đến nghệ an nè hà tĩnh nè quảng bình nè quảng trị và thừa thiên huế tỉnh nằm ở phía bắc của vùng đó chính là tỉnh thanh hóa còn tỉnh nằm ở phía nam vùng đó là tỉnh thừa thiên huế và vùng bắc trung bộ được xem là cầu nối giữa miền bắc và miền nam là cái cửa ngõ của nước láng giềng ra biển đông nước Lào nè các em Lào là một nước nằm hoàn toàn trong nội địa không có giáp biển do đó cái vùng Bắc Trung Bộ được xem là cửa ngõ ra biển Đông của nước láng giềng và là cửa ngõ hành lang Đông Tây của tiểu vùng sông Mây đó là toàn bộ cái nội dung thứ nhất bây giờ chúng ta qua nội dung thứ hai đó là điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng Bắc Trung Bộ với cái đặc điểm về địa hình của vùng là lãnh thổ ở đây có cái sự phân hóa theo chiều từ tây sang đông và phía tây là địa hình núi rồi đến gò đồi còn phía đông là đồng bằng giáp biển. À, và thiên nhiên ở đây nó có sự phân hóa khi đi từ Tây sang Đông, từ Bắc đến Nam Mà đặc biệt đó là từ Bắc đến Nam à, Lãnh thổ của vùng có cái dãy hoành sơn chính giữa nè các em Dãy hoành sơn này được xem là ranh giới à, của các tỉnh phía Bắc và các tỉnh phía Nam của vùng à, Và thiên nhiên cô nhắc lại là có sự phân hóa khi đi à, từ Bắc đến Nam à, Đặc điểm sông ngòi nơi đây là sông nơi đây có cái đặc điểm là ngắn và dốc vì sao sông ở đây có đặc điểm ngắn và dốc là bởi vì cái địa hình ở đây có đặc điểm đặc trưng là hẹp ngang nên các sông ở đây phần lớn là sông ngắn và dốc à, về khí hậu thì nền tảng chung của khí hậu vùng này là khí hậu nhiệt đới ẩm tuy nhiên <laughs> vùng vào mùa đông do gió mùa đông bắc di chuyển qua vĩnh bắc bộ rồi mới đến vùng bắc trung bộ nên nó mang theo nhiều hơi ẩm dễ gây ra mưa vào mùa đông và mùa hạ thì vùng ảnh hưởng của gió phơn tây nam cái gió này là nó xuất phát từ bên lào nè các em Nó di chuyển qua lãnh thổ việt nam và cái gió phơn tây nam này có cái đặc điểm là nóng và khô với cái thời tiết nóng khô này dễ gây ra hạn hán thiếu nước À, cho à, sản xuất nông nghiệp cũng như là đời sống của người dân trong cụ khô à, nói về khoáng sản thì vùng khá nhiều khoáng sản đây được xem là vùng có à, tài nguyên khoáng sản đứng thứ hai ở nước ta sau Trung Du miền núi Bắc Bộ nhưng mà phần lớn các khoáng sản ở đây là tập trung ở phía à, Bắc của vùng là chính ha, à, trong 6 tỉnh của vùng tỉnh nào cũng đều có giáp biển hết và tỉnh nào cũng có cái địa hình là núi, gò, đồi, đồng bằng và biển nên là các cái vùng nơi đây có điều kiện phát triển các cái ngành kinh tế biển. À các ngành kinh tế biển đó là ngành gì các em? Đó là ngành à đánh bắt nuôi trồng và chế biến thủy sản nè, ngành du lịch biển nè, ngành giao thông vận tải biển nè và còn có nghề muối nữa. À và như vậy à ngoài cái nguồn tài nguyên khoáng sản ra thì vùng bắc trung bộ được xem là vùng có diện tích rừng tự nhiên lớn thứ hai ở nước ta sau tây nguyên và ở cái vùng đồi núi ở phía tây nè đất nơi đây là đất à rất thích hợp cho việc trồng các loại cây công nghiệp lâu năm À, các loại cây công nghiệp lâu năm và bên cạnh đó trên các cái sườn núi à, sườn đồi thường hay có những cái cánh đồng cỏ tốt à, màu mỡ đất đai màu mỡ à, rất là thuận lợi à, cho việc à, trồng cây công nghiệp và chăn nuôi à, trâu bò à, và à, vùng à, bắc trung bộ được xem là vùng có cái đàn trâu và đàn bò đứng thứ hai ở nước ta à, sau trung du miền núi bắc bộ và duyên hải nam trung bộ tuy nhiên bên cạnh đó thì vùng gặp không ít những cái khó khăn khó khăn thứ nhất là do vùng có giáp biển sáu tỉnh đều giáp biển nên các tỉnh này thường hay ảnh hưởng của bão vào mùa mưa và cũng ảnh hưởng đến cái hiện tượng cát bay cát lấn cũng như là lũ lụt À, vào mùa mưa à, tuy nhiên vào mùa khô thì cái thời tiết của cái vùng này à, được xem là thời tiết nắng nóng à, dễ gây ra hạn hán do ảnh hưởng của gió phương tây nam và cô nhắc lại là à, cái cái hiện tượng thiên tai à, mà đặc biệt của cái vùng này đó chính là à, gió phơn khô nóng hay còn gọi là gió tây à, à, nam khô nóng gió phơn tây nam khô nóng hay là gió Lào nha các em nhé. Đó. Kế đến đó là à, cái tình hình phát triển kinh tế của vùng. Đây là nội dung thứ ba. À, do vùng à, phía đông có đồng bằng nhưng mà đồng bằng nơi đây rất là à, nhỏ ha, và à, đất thì đất phù sa pha cát nên à, kém phì nhiêu. à Do đó trong sản xuất nông nghiệp của vùng à, gặp nhiều khó khăn. Thứ nhất đó là diện tích đất nông nghiệp hạn chế, cái thứ hai nữa là à, đất xấu nên cái sản lượng và bình quân lương thực à, đầu người của cái vùng thấp hơn so với cả nước. À, nhờ đẩy mạnh thăm canh tăng năng suất à, nên là vùng à, chỉ vừa đủ ăn thôi và <laughs> trong vùng có các cái đồng bằng chạy dài từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, à, đây là cái đồng bằng lớn của vùng à, và người ta thường gọi đó chính là đồng bằng Thanh Nghệ Tĩnh, à, đây chính là à, nơi sản xuất lúa chính, à, sản xuất lúa chủ yếu của vùng Bắc Trung Bộ. Còn ở phía tây như khi nãy cô nói á, là đất nơi đây là đất ferilit nên thích hợp cho việc trồng cây công nghiệp lâu năm trên các sườn núi, sườn đồi thì người ta trồng à, à, rừng và có những cái cánh đồng cỏ để à, phát triển thành chăn nuôi. Và phía Tây thì người ta cũng có trồng cây ăn quả đó nha các em nha. Về công nghiệp, cái giá trị sản xuất công nghiệp của vùng Tăng Nhanh và cái ngành công nghiệp quan trọng của vùng đó là ngành khai thác khoáng sản cũng như là sản xuất vật liệu xây dựng tuy nhiên nếu nói về ngành kinh tế mũi nhọn của vùng thì các em lưu ý giùm cô các em cần phân biệt cho cô nhé các ngành công nghiệp quan trọng của vùng đó là ngành công nghiệp khai khoáng và công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng còn ngành kinh tế mũi nhọn của vùng đó chính là ngành khai thác nuôi trồng và chế biến thủy sản Kế đến đó là chúng ta nắm được các hoạt động dịch vụ của vùng à, giao thông vận tải có vai trò quan trọng đối với kinh tế và quốc phòng du lịch được xem là thế mạnh của vùng à, vùng có rất nhiều các cái nguồn tài nguyên à, du lịch từ tự nhiên cho đến nhân văn nhưng mà trong vùng có à, những cái nguồn tài nguyên tiêu biểu nổi trội à, đó chính là cố đô Huế à, đây là một cái di sản văn hóa à, được thế giới công nhận ở vùng bắc trung bộ. À, ngoài ra thì à, vùng còn có một cái di sản được thế giới công nhận là di sản của thế giới thiên nhiên của thế giới đó là à, động phong nha kẻ bàn. À, ngoài ra vùng còn à, rất nhiều à, những cái bãi tắm đẹp cũng như là các cái khu vườn quốc gia nổi tiếng các em xem lại à, bài 23 của à, bài 23 bài 24 của chương trình à, lớp 9 mà chúng ta đã học vừa qua để, để nhớ lại những kiến thức mà cô vừa nhắc các em nhé à, trong vùng gồm có 3 trung tâm kinh tế lớn thứ nhất đó là thanh hóa thứ hai là nghệ à, cô xin lỗi là vinh à, và thứ ba đó là đà nẵng cô nhắc lại À, vùng có ba à, trung tâm kinh tế à, à trung tâm kinh tế nằm ở phía bắc của vùng đó chính là Thanh Hóa à, trung tâm à, kinh tế nằm ở phía nam của vùng đó là Huế tiếp theo chúng ta sẽ qua đến vùng kinh tế thứ hai đó là vùng duyên hải Nam Trung Bộ với vùng duyên hải Nam Trung Bộ thì chúng ta cũng phải nắm được bốn cái nội dung chính đó là phần vị trí địa lý giới hạn lãnh thổ, điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, tình hình phát triển kinh tế và các trung tâm kinh tế của vùng. Đầu tiên đó là về vị trí địa lý giới hạn của vùng. À với cái phần vị trí địa lý giới hạn của vùng thì các em lưu ý gì mà cô duyên hải nam trung bộ và bắc trung bộ có một cái đặc điểm về vị trí địa lý giống nhau là lãnh thổ trải dài nhưng mà lại hẹp ngang à, và à, cái vùng duyên hải nam trung bộ này là nó trải dài hay là nói cách khác là kéo dài từ đà nẵng À, kéo dài từ Đà Nẵng à, cho đến Bình Thuận, tỉnh nằm đầu tiên trong vùng nè đó là Đà Nẵng ha, à, tỉnh nằm à, à, ở phía nam của vùng đó là Bình Thuận. À, với cái diện tích của vùng là 44.254 km vuông, à, chúng ta nhìn ở phía bắc của vùng này giáp Bắc Bộ nè, à, phía tây à, thì chúng ta thấy giáp Lào à, và Tây Nguyên. À, tây nam thì giáp đông nam bộ nè riêng phía nam và phía đông của vùng thì à, chúng ta thấy là giáp với à, biển đông à, và trong cái vùng biển của duyên hải nam trung bộ thì à, có hai cái quần đảo lớn đó là quần đảo hoàng sa thuộc à, thành phố đà nẵng và à, quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa à, và trong vùng có hai cái đảo lớn đó là đảo lý sơn và đảo phú quý ngoài hai cái đảo này ra thì vùng còn có khá nhiều những cái đảo nhỏ nằm ven bờ đường bờ biển của vùng có đặc điểm là rất khúc khuỷu và có nhiều vũng vịnh và trong vùng có tất cả là 8 tỉnh tỉnh thứ nhất đó là đà nẵng thứ hai là quảng nam thứ ba là quảng ngãi thứ tư là bình định thứ năm là phú yên thứ sáu là khánh hòa thứ bảy là ninh thuận và thứ tám là bình thuận và cô nhắc lại tỉnh nằm ở phía bắc của vùng đó là đà nẵng tỉnh nằm phía nam của vùng đó là bình thuận với cái vị trí địa lý của vùng à, cũng giống như vùng bắc trung bộ là duyên hải nam trung bộ cũng là cầu nối giữa miền bắc và miền nam à, và đồng thời duyên hải nam trung bộ lại là cầu nối giữa tây nguyên và à, Biển Đông Các em lưu ý hồi nãy vùng Bắc Trung Bộ Cô cũng nói là Bắc Trung Bộ là cửa ngõ của nước láng giềng Hay là cầu nối của Lào ra Biển Đông Thì ở đây vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ là cầu nối giữa Tây Nguyên với Biển Đông Do vùng tiếp giá với nhiều vùng kinh tế ở nước ta như là Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ Nên vùng có điều kiện giao lưu với các vùng trong nước cũng như với nước ta với nước ngoài thông qua con đường biển do có giáp biển nên hầu hết tất cả trong các tỉnh trong vùng à, đều à, có điều kiện để phát triển mạnh các cái ngành kinh tế biển người ta gọi đó là tổng hợp các ngành kinh tế biển à, tiếp theo đây chúng ta sẽ tìm hiểu à, tiếp cái nội dung thứ hai ôn lại cái nội dung thứ hai à về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng duyên hải nam trung bộ có những điểm giống như là bắc trung bộ đó là lãnh thổ của vùng có đặc điểm là hẹp ngang và đi từ tây sang đông địa hình có sự phân hóa từ tây sang đông phía tây là núi gò đồi và phía đông đó là đồng bằng ven biển vùng biển thì có nhiều đảo và quần đảo À, đó là về địa hình sông à, ngòi nơi đây à, cũng có một cái đặc điểm đặc trưng đó là ngắn và dốc vì sao nó ngắn dốc đó chính là do địa hình à, hẹp ngang à, về khí hậu thì vùng duyên à, hải nam trung bộ được xem là vùng có cái nhiệt độ cao nhất à, trong năm so với các cái vùng khác ở nước ta nên thời tiết ở đây so với các cái vùng khác là nóng hơn à, khô hơn à, và cô nhắc lại vùng duyên hải nam trung bộ là vùng có khí hậu khô nóng nhất cả nước ta và nơi đây hạn hán thường kéo dài gây ra cái hiện tượng đó là hoang mạc hóa và cái hiện tượng hoang mạc hóa đó nó xuất hiện ở phía nam của vùng à, phía nam của vùng mà tiêu biểu đó là hai tỉnh ninh thuận và bình thuận đất nơi đây thì phía tây À, cũng là đất à, phía đông đó là à, đất phù sa pha cát à, đất phù sa pha cát hồi nãy cô nói với kem kém thì nhiều đây là một loại đất xấu ha à, à, do đó là à, mặc dầu vậy à, nên cái mặc dầu vậy thì phía đông của vùng à, cũng là nơi mà người ta trồng các loại cây lương thực cũng như là cây công nghiệp hàng năm còn phía tây thì là trồng cây công nghiệp lâu năm À, trên các cái sườn núi sườn đồi thì cũng có nhiều cánh đồng cỏ tốt tạo điều kiện cho ngành chăn nuôi bò phát triển và à, cái đàn bò mà có số lượng lớn nhất nước ta tập trung ở vùng duyên hải nam trung bộ nha các em nha à, vùng có à, cái nguồn tài nguyên khoáng sản à, như là à, Các thủy tinh titan và vàng à và vùng cũng được xem là À, có cái diện tích rừng khá lớn ở nước ta à, tuy nhiên bên cạnh đó thì vùng gặp cũng không ít những cái thiên tai à, thiên tai thứ nhất đó là à, tám tỉnh đều giáp biển nên là tám tỉnh đều ảnh hưởng của biển ảnh hưởng của bão à, đó là cái hiện tượng thứ nhất à, hiện tượng thứ hai à, đó là lũ lụt à, các em lưu ý giùm cô nhé à, lũ lụt à, lũ của vùng núi à, thường đó là lũ quét còn ở đồng bằng thì nó có hiện tượng là lũ lụt lũ quét thì cái tác hại của nó lớn hơn so với lũ lụt lũ lụt nước dân từ từ rồi hạ xuống từ từ nhưng mà lũ quét thì nước dâng lên rất là đột ngột rất là thất thường và cái sức tàn phá của nó rất là lớn và thường lũ quét xảy ra ở những cái vùng núi và trung du à, đặc biệt đó là trung du miền núi bắc bộ nè bắc trung bộ và duyên hải nam trung bộ là thường hay có lũ hiện tượng là lũ quét và cái thiên tai mà đặc trưng của cái vùng duyên hải nam trung bộ này đó chính là hiện tượng sa mạc hóa và cô nhắc lại là hiện tượng sa mạc hóa nó nó tập trung ở phía nam của vùng đó chính là tỉnh ninh thuận và bình thuận còn hồi nãy bắc trung bộ thì cô nói là cái thiên tai đặc trưng của vùng đó là gì các em đó là à, gió tây khô nóng bây giờ chúng ta sang nội dung thứ ba nội dung thứ ba là chúng ta sẽ trình bày phần nông nghiệp công nghiệp và dịch vụ của vùng à, cũng giống như vùng bắc trung bộ à, do vùng duyên hải nam trung bộ à, cái cái, cái quỹ đất nông nghiệp à, còn hạn chế à, đất lại là đất à, À, phù sa pha cát đây là một loại đất xấu nên là à, cái sản xuất lương thực nơi đây à, không bằng so với những cái vùng đồng bằng sông Hồng cũng như là đồng bằng sông Cửu Long à, hay nói cách khác là sản xuất lương thực à, của vùng kém phát triển nên cái bình quân lương thực đầu người à, của vùng còn thấp hơn so với cả nước Tuy nhiên trong nông nghiệp của vùng, thế mạnh của vùng không phải là trồng cây lương thực mà chính là ngư nghiệp và chăn nuôi bò à, Cô nhắc lại là vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, thế mạnh à, của vùng đó là ngư nghiệp và chăn nuôi bò Trong đó ngư nghiệp là à, ngành có thế mạnh nhất bởi vì 8 tỉnh của vùng đều có giáp biển nên là các tỉnh có thể phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển như là khai thác đánh bắt nuôi trồng thủy sản chế biến thủy sản du lịch giao thông vận tải biển, nghề làm muối à, còn ở như vậy thì ở phía đông người ta phát triển ngành các ngành kinh tế biển sản xuất lương thực và trồng cây công nghiệp hàng năm còn ở phía tây đất đai ở đây là đất ferilit nên người ta trồng cây công nghiệp lâu năm trồng rừng và chăn nuôi bò như vậy thì chúng ta thấy cái tình hình sản xuất nông nghiệp của vùng bắc trung bộ và vùng duyên hải nam trung bộ có một số đặc điểm giống nhau có phải không nè tuy nhiên ở vùng duyên à, Hải Nam Trung Bộ có nhiều đảo, à, các cái đảo mà từ Quảng Nam, Quảng Ngãi cho đến Khánh Hòa, các đảo này à, có nhiều à, đảo có chim yến sinh sống, à, nên cái người dân ở vùng này à, ngoài à, các cái ngành ngư nghiệp, à, ngành chăn nuôi à, thì họ còn phát triển thêm cái nghề làm muối, à, nghề thu nhặt tổ yến. À, và nghề làm muối nổi tiếng của vùng đó chính là Sa Quỳnh và Cà Ná Đây là hai cái địa điểm, cơ sở, cái địa điểm sản xuất muối nổi tiếng ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Và đến với vùng duyên hải Nam Trung Bộ thì nơi đây có những cái đặc sản đặc trưng của vùng. Thứ nhất đó là yến xào. À, thứ hai à, đó chính là à, nước mắm à, và nước mắm nổi tiếng của vùng đó là nước mắm nào Kem, à, nha trang phan thiết ha, em, ha. À, thế bây giờ chúng ta qua cái hoạt động nông nghiệp à, công nghiệp hoạt động công nghiệp à, chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong giá trị sản xuất à, à, công nghiệp của cả nước nhưng mà tốc độ của ngành này à, trong những năm gần đây khá tăng nhanh à, cơ cấu ngành cũng đa dạng và những cái thành phố Đà Nẵng, Quy Nhơn đây là hai cái thành phố được xem là trung tâm cơ khí à, sửa chữa lắp ráp của vùng à, đến cái ngành thứ ba đó là ngành dịch vụ à, thì do cái đường bờ biển nơi đây à, khúc khuỷu có nhiều vũng nhiều vịnh à, nước sâu tạo điều kiện cho việc xây dựng các cảng biển nên các thành phố cảng biển nơi đây vừa là đầu mối giao thông thủy bộ mà là vừa là cơ sở xuất nhập khẩu quan trọng của vùng và du lịch được xem là thế mạnh của vùng và trong vùng như cũng giống như bắc trung bộ hầu như các tỉnh đều có những cái bãi biển đẹp Nổi tiếng phát triển ngành du lịch biển bên cạnh đó thì vùng còn có một số những cái nguồn tài nguyên du lịch nhân văn cũng như là nguồn tài nguyên du lịch thiên nhiên và nơi đây có một cái nguồn tài nguyên du lịch nhân văn được unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới đó chính là đó chính là phố cổ hội an và thánh địa mỹ sơn các em nhé ở vùng duyên hải nam trung bộ có tất cả là ba trung tâm kinh tế đó chính là đà nẵng kế đến thứ hai đó là quy nhơn thứ ba đó là đà nẵng và cô nhắc lại vùng có tất cả là À, ba trung tâm kinh tế lớn và các cái thành phố Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang được xem là cửa ngõ của à, Tây Nguyên các em nhé, được xem là cửa ngõ của Tây Nguyên. Cô nhắc lại à, Đà Nẵng, à, Quy Nhơn, Nha Trang được xem là à, cửa ngõ của à, Tây Nguyên. À, như vậy điểm qua hai cái vùng kinh tế bắc trung bộ và duyên hải nam trung bộ thì vùng này à, có một cái vùng kinh tế trọng điểm được xem là vùng kinh tế trọng điểm miền trung à, gồm 6 tỉnh tỉnh thứ nhất đó là huế à, cô xin lỗi là năm tỉnh à, tỉnh thứ hai đó là Đà Nẵng, tỉnh thứ ba đó là Quảng Nam, tỉnh thứ tư đó là Quảng Ngãi và tỉnh thứ năm đó là Bình Định ha. À, cô nhắc lại là vùng kinh tế trọng điểm miền Trung có tất cả là 5 tỉnh, trong đó một tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ và bốn tỉnh còn lại là Duyên Hải Nam Trung Bộ. Thì cái diện tích của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung là nghìn km vuông với số dân là 6 triệu dân năm 2002 vai trò của vùng kinh tế trọng điểm miền trung đối với việc phát triển kinh tế liên vùng đó chính là có tác động mạnh đến chuyện sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế thúc đẩy các mối quan hệ kinh tế liên vùng của duyên hải nam trung bộ bắc trung bộ và tây nguyên như vậy là vừa qua chúng ta đã ôn lại một số những cái kiến thức mà chúng ta đã học trong những cái tuần qua các em ở nhà các em ôn tập cho cô thật kỹ các bài 23, 24, 25, 26, sẽ theo cái sườn bài mà nãy giờ cô ôn tập cho các em á, để chúng ta học à, sẽ à, thi học kỳ à, hay còn gọi là kiểm tra cuối kỳ á. À, tiếp theo đó các em sẽ à, xem à, tiếp cho cô nội dung thứ à, bài thứ 29, à, đó là nội dung của cái vùng à, tây nguyên tiếp theo. À, bài học hôm nay đến đây à, kết thúc. À, cô chào tạm biệt các em à, hẹn gặp lại các em ở tiết học sau